Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, việc tổ chức hội thảo hôm nay là một trong số nhiều giải pháp để Thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe các ý kiến, hiến kế nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển vươn lên mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, đưa Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới là một đại đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, mang đẳng cấp khu vực và quốc tế. Các tham luận đề cập đến khát vọng, triển vọng phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung các bài viết thể hiện sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cần theo hướng đô thị bền vững, đô thị thông minh, trong đó cần tập trung đẩy nhanh chính quyền số, xã hội số, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Các tham luận khẳng định chỉ có con đường phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp để đẩy nhanh tiến trình tăng trưởng theo chiều sâu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, hội thảo cũng ghi nhận một số định hướng chiến lược về phát triển thành phố Thủ Đức. Ngành ngân hàng cần đặc biệt chú ý là tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đó là lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ meeting kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam diễn ra sáng nay ngày 5 tháng 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu ngành ngân hàng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành ngân hàng là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, rất phức tạp, nhạy cảm, có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội. Sáng ngày 5 tháng 5, toàn bộ tiểu thương chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là khu vực chợ mà bệnh nhân 2989 đã từng đến trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho 400 tiểu thương của chợ. Tuy nhiên, sáng nay lực lượng tiến hành lấy mẫu thêm cho tất cả các hộ kinh doanh phía ngoài với hơn 100 người, tổng số người lấy mẫu hơn 500. Dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có trong ngày mai 6 tháng 5. Sau khi lấy mẫu, tiểu thương được yêu cầu cách ly tại nhà đến khi có thông báo mới. Liên quan đến bệnh nhân 2989, tối ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành văn bản khẩn tạm dừng hoạt động của chợ Phước Mỹ từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Sáng ngày 5 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, liên quan đến các ổ dịch do ca bệnh người Trung Quốc, ngoài 14 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, đến nay trong tổng số 2.845 mẫu mới xét nghiệm, đã phát hiện có thêm 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng và ngày càng phức tạp, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã yêu cầu Sở Y tế Vĩnh Phúc ngay trong ngày hôm nay phải có máy xét nghiệm để tăng công suất xét nghiệm lên gấp 5 lần, bảo đảm xét nghiệm xong 100% trường hợp F1, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan liên quan báo cáo đề xuất mở rộng bệnh viện dã chiến, đề xuất bổ sung thêm ít nhất 2.000 giường tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trước 16 giờ ngày 6 tháng 5. Nhiều khu vực tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai có liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 2999 là chị BTT, ngụ phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, làm việc ở quán Ba New Phương Đông, thành phố Đà Nẵng, trở về Đồng Nai vào ngày 3 tháng 5. Theo đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa một bên đường Ngô Quyền, khoảng 50m tính từ nhà chị BTT sang hai bên, khoảng 20 hộ, dừng hoạt động trường trung học Lê Văn Tám đến hết tuần, phun khử trùng 2 lần, đóng cửa quán ăn, cách ly tập trung 4 người phục vụ quán, dừng điểm làm căn cước công dân, khử trùng 2 lần. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Quốc Phương, cách ly tập trung công an và cán bộ phục vụ làm căn cước, cách ly tại nhà 14 ngày học sinh và giáo viên dạy lớp có F1 tiếp xúc gần, rà soát trong học sinh và giáo viên xác định F2 tiếp xúc gần cho cách ly tập trung, điều tra 119 người làm căn cước công dân, xác định người tiếp xúc gần cho cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Trong đêm ngày 5 tháng 5, cơ quan chức năng cũng chuyển cách ly tập trung toàn bộ F1. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với ông Nguyễn Tấn Vũ,
chủ cơ sở kinh doanh hải sản Làng Chài, bến cảng Cầu Đá, Nha Trang 3, đường Tô Hiệu, thành phố Nha Trang. Ông Vũ bị phạt 7 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ ăn uống để cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ động, không che chắn và bị phạt 750.000 đồng vì hành vi niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Tổng số tiền phạt là 4 triệu 750.000 đồng. Trước đó, một khách du lịch nước ngoài đã phản ánh đến cơ quan chức năng rằng nhà hàng hải sản Làng Chài, bến cảng Cầu Đá, Nha Trang 3 bán hàng theo kiểu mập mờ. Du khách này khi vào nhà hàng muốn ăn tôm hùm với giá 1,2 triệu đồng một ký. Sau đó nhà hàng đã chế biến một con tôm hùm với trọng lượng 1,9 ký. Tuy nhiên, đến khi tính tiền, nhà hàng đưa hóa đơn món tôm hùm có mức thanh toán 3,5 triệu đồng một ký. Sáng ngày 5 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng trao quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lâm Quốc Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Satra. Ông Lâm Quốc Thanh sinh năm 1976, quê quán Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ thạc sĩ kinh doanh và quản lý, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Ngày 5 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, được quy tập trong mùa khô 2020-2021. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban công tác, đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã cùng nhân dân các bộ tộc Lào anh em triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa được hàng ngàn hài cốt các liệt sĩ về với quê hương, tổ quốc. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại các phần mộ được chuẩn bị sẵn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín. Đây là lần thứ 35 kể từ năm 1993, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngày 5 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký văn bản về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, trừ thành phố Hội An, đi học trở lại từ ngày 6 tháng 5. Theo đó, thực hiện nghiêm khai báo y tế, giáo viên học sinh nào không sát khuẩn, không mang khẩu trang thì không đến trường. Trường hợp giáo viên học sinh có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Kể từ 12 giờ ngày 5 tháng 5, tỉnh Cà Mau sẽ cho tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, rạp chiếu phim, các hoạt động ca hát có tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới. Đây là chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch theo quy định, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, đồng thời hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động tập trung đông người, tăng cường họp trực tuyến và tự chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. The Guardian đưa tin, ngày 4 tháng 5, một người phụ nữ Mali đã hạ sinh cùng lúc 9 em bé khỏe mạnh tại một bệnh viện ở Maroc. Thông tin về ca sinh 9 cực kỳ hiếm gặp này đã được chính phủ Mali xác nhận. Bộ Y tế Mali cho biết, người mẹ tên Halima Sissi, 25 tuổi, đã sinh 5 bé gái và 4 bé trai bằng phương pháp đẻ mổ. Cho đến nay, sức khỏe của mẹ và các em bé vẫn ổn. Bộ trưởng Y tế Mali, Fanta Saifi, dẫn thông tin từ bác sĩ được cử đi cùng tới Maroc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ trở về nhà sau vài tuần nữa. Trước đó, ngày 30 tháng 3, chính phủ Mali đã điều máy bay đưa ca sinh nở đặc biệt này đến Maroc để có được sự chăm sóc tốt hơn.